Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía đông đẩy nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền, cùng với hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao khiến cho tiết trời luôn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ và có sương mù bao trùm dày đặc tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ. Tuy nhiên thì càng về trưa thì sương mù cũng giảm dần, trời hứng nắng nhẹ, khiến nhiệt độ trên toàn khu vực cũng tăng đáng kể so với 24 giờ trước, tiết trời ấm áp hơn hẳn. Riêng tại khu vực Tây Bắc thì nền nhiệt độ vào trưa nay phổ biến từ 27-28 độ. Còn tại khu vực Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi còn đạt lượng mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng sớm ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Nguyên nhân gây mưa chủ yếu trên khu vực là đới gió Đông Bắc trên khu vực hoạt động kết hợp với những nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Còn tại các tỉnh thành, khu vực Bắc Trung Bộ thì mưa đã giảm nên nhiệt độ cũng tăng dần và tiết trời chỉ còn se lạnh. Tại các tỉnh thành phía Nam, trời cũng nhiều mây hơn so với ngày hôm qua, nhưng mưa vẫn chỉ xảy ra một vài nơi với lượng không nhiều và tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm. Mặc dù chỉ có mưa nhỏ nhưng lại đang vào đợt chiều cường, nên trong tối ngày hôm qua, dù chiều cường chưa đạt đỉnh nhưng cũng khiến cho nhiều nơi tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông với nhiều phương tiện bị chết máy, phải dắt bì bõm trong nước, sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn, thậm chí là nhiều nhà dân đã phải đắp đê để ngăn không cho nước tràn vào nhà, hay là nhiều nhà quán cũng trong tình trạng buôn bán ế ẩm vì ngập nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ có tiến triển đôi chút, tiết trời trở nên ấm áp hơn và mưa sẽ tiếp tục giảm thêm. Mặc dù về đêm và sáng sớm thì trời còn nhiều mây và có sương mù, nhưng ban ngày có nắng và khô ráo với nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ở mức 25-27 độ. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nền nhiệt ban trưa có khi còn đạt mức 29-30 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch cuối tuần, đặc biệt là đến với các địa điểm thuộc khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên do sương mù còn xuất hiện khiến tầm nhìn giảm thấp cùng với địa hình đồi núi phức tạp nên du khách cũng cần hết sức lưu ý trong suốt quá trình lưu thông trên các đoạn đường ở khu vực trên. Không chỉ có khu vực Bắc Bộ có thời tiết tốt dần lên mà tại các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ trong ngày mai thì mây cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện vài nơi và vẫn tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa. Tuy nhiên trên toàn khu vực trời vẫn có nắng nên nhiệt tiếp tục tăng thêm và thể hiện rõ ràng nhất sẽ là khu vực Bắc Trung Bộ khi mà nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 25-28 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời vẫn phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, trời khá oi nóng. Trong khi đó, thì chiều cường tại vùng hạ lưu các sông Nam Bộ vẫn còn đang tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi từ 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi từ 15-17 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 25-29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26-31 độ. Bản tin dự báo thời tiết cuối ngày 14 tháng 12 đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin dự báo thời tiết sáng ngày mai.